anh sẽ hướng dẫn các em chuyển từ file MP4 sang WebP, nó nhanh nhẹ hơn nhé. Đây, bấm vào đây. Mình sẽ xem ở đây, nó size của nó là 1080 nhân 1500. Đấy, ok. Thì đầu tiên mình sẽ phải dùng cái phần mềm là đây, file start. Đấy. Thì đây. Đầu tiên là em sẽ phải cho cái này vào đây. Đấy, thì sẽ bấm vào đây. Bấm vào resize này trước. Width 2. Đấy. Thì ở đây anh thấy là chỉ nên chuyển nó về tầm 600 thôi. Width 2 này. Ok. Width và 2. Chỗ này thì em để là 600. Chỗ này thì em để là 833. Đây. Xong em bấm run nhé. Chết rồi, nên mình phải mua. Ok. Xem đi. Phải thoại này. Skill. À đây, chắc mua tầm 9 đô. Cái mã này. Let's go. À, bấm run cái. Phần mềm rất là ngon luôn. Đấy, anh sẽ bấm ở đây nhé. Đây. Đấy. Đây là từ 4,43 nhưng nó còn vớt sang 625p. Em cứ kệ rồi nhé. Em bấm vào đây, profile này. Bấm đi theo này. Đây. Nó đã giảm xuống còn 600 nhân 834. Đấy. Bây giờ ok. Bây giờ mình sẽ lại bấm back. Back. Xóa này đi. Mình sẽ chọn đây MP41 và mình bấm vào tool convert to WebP. Chọn chế độ low thấp nhất, bấm convert. Đấy. Đấy, em nhỉ. Đấy, bây giờ nó còn 2,88 m. Sai rồi, 600 x 834 rồi. Đấy, muốn xem thì mình bấm Open with Chrome. Đấy, nét căng luôn. Đấy, trên iPhone thì anh nghĩ là nó chỉ bằng như này thôi. Kiểm tra này. Trên iPhone nó chỉ như này thôi. Đấy.
con quýt Firefox này. Đấy, trên mobile thì nó chỉ thế này thôi. Đấy, trên mobile thì nó chỉ bé bé thế này thôi. Đấy, thế này là nét rồi.